chào bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Dân Giá Đồng Quê. Bữa nay mấy chị em dọn hàng ra bán nè ông bà cô chú ơi. Thì cái món hôm nay á, là Duyên bán là cái bánh giá nha ông bà cô chú. Thì Duyên có cái này thì nó cũng tựa như là cái bánh đi cái này nó cũng tựa như là cái bánh cống vậy đó cả nhà, nhưng mà Duyên đặt cái giá này nó ngộ dữ lắm, nó có bông hoa lè lẹt. Hiện tí xíu nữa Duyên sẽ khoe với cả nhà đây nè, thấy rồi Duyên thấy rồi đó. Nè, đặt cái giá nó gì nè, không biết có chiên được hay không nghe. Giờ mình bữa nay sẽ chiên thử cái món này bán coi như nó hơi thế nào. Nếu mà chiên không được thì Duyên sẽ vô lấy cái cống chiên nha. Cái này thì nó bự hơn cái cống. Bảy giờ hả? Bảy giờ. Dạo này nước rất là nhiều luôn á ông bà cô chú ơi. Cái này là nước 30 tháng 8 rồi nè. Sắp sửa 30 rồi thì nước xăng chú Năm nè, ngập láng nhà ngập nhà luôn rồi. Hả? Cái gì? Đâu rồi, thầy mới vừa dọn hàng ra là chuẩn bị chiên nè cả nhà ơi. Khách hàng tới nãy giờ cũng dữ lắm rồi nha. Hôm nay gì sẽ bán 5.000 cái nha. Tép. Được. Mình chiên thử cái này coi nó như thế nào. Coi nó có dễ lấy ra không đó. Thì mọi thứ gì cũng đã ướp cho nó vừa ăn hết trơn rồi. Hôm nay có khoai cao, khoai lang, đậu xanh nè, tép, thạch bằm, đậu xanh, nguyên liệu. Còn bên đây là phần bột. Mới dọn vô à chị. Rồi gặp ông Tám, ông Tám cho hay hả chị? Gấp nào cũng được chị. Gấp đã hết chứ. Ôi, mình có gì với nhau hả? Mình chiên bên đây rồi mình đưa qua chảo đó hông cho nó lẹ nha cả nhà. Nãy quên bẻ cái này lại. Khoảng dầu đó. Biết rồi. Ừ đúng rồi. Ôi trời. Đưa quá hổ công luôn. Công tới nóc luôn. Mở cái dao chị, cái dao nhỏ tại này mới cả nhà ơi, dao nhỏ hả, ghim đâu bên đó rồi dính rồi bảy ơi, dính hả, dính rồi không xong rồi, chắc vô lấy cái cống qua cống bà để đâu trời. Đúng rồi, chưa chứ mới nó chưa uống dầu, nó chưa uống dầu ấy không. Mới lúc nào nó cũng bị chụp chặt hết trơn. Lấy sẵn đi cho chắc ăn. Có gì á mình thay thế là mình chia cái cống. Dạ chưa chị, em mới có để lên chiên à, thử rồi mà dính rồi. Cắt thì chị hay hợp đi như hợp. Dạ 15.000 hộp chị. Làm 2 hộp đi. Dạ. Mẹ nó nóng dữ lắm. Bảo để sao đi nha. Cắt gì chứ. Để tôi chạy xuống đây giờ 2 giờ bà ba mới đi vô sớm. Giác này linh đinh hết trơn rồi nghĩa là cho mấy dưỡng sớm. Lấy ra ngoài luôn đó mấy bạn. Được. Không có đem cái dao mũi nhọn theo hả? Không. Đi kéo đấy.
chết. Chết trong chặn rồi. Hàng mới đem về cho nên là chị chưa có uống dầu á. Chưa chấp, chưa có thấm dầu vô khuôn. Giống như đó cái nữa nha. Từ từ nó chóc, từ từ nó uống hơi nó mới nóng rồi nó chóc. Từ đợt khía cạnh rồi nó quá trời. Dạ. Tại có cái cống nó không có khía. Vô lấy cái cống lại. Tại qua què màu mè vậy dớt cuộc lại. Thấy đẹp đẹp. Thấy đẹp đẹp. Cái đứt mất tiêu. Không, từ từ cũng chắc ra. Ôi, nó thơm quá cả nhà ơi. Rồi cả nhà. Đó. Ok. Rồi ok. Dạ rồi. Dạ. Nhất này là chóc rồi đó. Dễ chiên à. Đơn đặt hàng cũng hơi khá khá để nghe mấy chị cũng đang ngồi chờ nữa kìa. Rồi cái giác này là chiên được rồi đó. Hết hết dính rồi đó chị ơi. Dạ. Nè, chóc lóc luôn, thấy ham luôn nè. Dạ. Yeah.
có chị. Dạ có chị. Dạ rồi, em nhớ rồi. Nhiều like nữa chị. Nhắc này mấy chị ngồi tâm cự mỏng. Nhờ chị mới ngồi nói nhờ chuyện chị được. Mới ngồi mình đợi mình bán. Cho thì cộng giá cho chị tiền thêm cộng giá đi. Em nhớ là mình chưa có để giá. Nhờ chị tiền nhắc đó. Chưa có để giá. Bác Năm, bác Năm. Năm ở chổng có cái bao tay mà có ngón đúng không bác Năm? Nó bít ngón luôn á. Dạ, bác Năm cho con xin đi. Cái được rồi. Bác cho con khỏi cầm bao tay. Cái món gì nó không ta? À, nước mắm. Dạ, để vô lỡ chốc rồi chị. Chắc này có hai cái mà em làm còn không xể nữa nè. Hộp bún cái gử. Về bỏ cống ra tường. Cái gử cho cái hộp nó dùng trùng luôn nè. Lát hai chị ó kiếm được cái cống rồi cái đi ra cái nói thôi làm được rồi. Đứng nhảy lông phon nữa. Rồi hết được luôn. Bảy bán hộp bún này là ăn no luôn đó. Không có hay gì đi vô không rồi. Đây có chị Tiền rồi, chị Tiền ơi. Vậy hả? Ừ. Em cảm ơn nha chị. Cái một rồi bác Năm ơi. Con cầm cái cống này được rồi. Hộp. Con đựng cho nó tay này nè. Tay con dùng đi dạ. Tay bỏ đâu rồi nó bánh lẻ bán sao ạ? 5.000 cái. 5.000 cái bộ chị. Ủa cái nào cần để đây hả? Chị qua bên kia. Chị qua bên kia thì chở chị gấp ra đi. Rồi. Không, nước mắm để riêng nè. Còn bên cống để riêng nha. À, để riêng. Tại em mua với chợ mà em để chung mà chưa có nó. Rồi, để em để riêng cho chị. Một hộp để riêng thôi, còn hộp kia để chung đi. Dạ. Dạ, dạ. Có. Dạ, có, Chính ơi. Dễ đi ăn cho ngon Chính. Đẹp ha. Dạ bánh cống à chị. Chợ đi xíu về. Đi chợ. Chợ đi xíu về. Bữa nay em tới trưa lận chị ơi. Em bán hoài tới trưa rồi. Hai mấy em ra trễ hết tới trưa lận. Chị ơi, vừa ấy vừa vô nước mắm giùm bảy đi chị ơi. Bán cái này mà ba chị em mà bán còn không xể nữa đó. Với cái món bún thì nó hơi cực tí xíu. Đứng vách đó đi, đừng vô vách bên đây. Bởi vì mà không thấy bọc. Ừ.
Này bánh ngon lắm. Ăn liền hả Chính? Chính ăn liền, ấy dĩa thì Chính em làm cho. Đem theo hả Chính? Đây nè, có 5 cái nè. Có sẵn rồi nè. Có rồi đây chị. Có nè. Đây nè, của bạn rồi nè bạn ơi. Có rồi nè, hai người có hết. Hai người có rồi hết. Cho dễ lượt mà, dễ gì mà không có. Khoái hả, ăn xiếc nó ngon hả? Dạ. Một cái của em để riêng nghe, đúng rồi. Đây 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 là để riêng cho chị đây. Nước mắm em sẽ để chung qua bên đây. Nó không có chảy, không sao. Cái rửa nhiều quá. Cái rửa lên đầy hả? Nhiều lắm quá. Bên kia giùm em chị. Ngon ha. Dạ. Hấp dẫn hơn cái trời đó. Hai hộp hả bác? Hai hộp của chị Tiết. Em đưa tiền kiếm trong đó. Đúng rồi. Rồi rồi, để em ngồi cho chị. 50, có 20 cái này. Tiền phải để ngoài thối mới được. Còn nó không thò được, không cho vô cái danh giới trong đó rồi. Ở vậy. Chết. Còn của chị 50 phải không? Tại bữa nay hơi trễ á chị. Cái này đưa tiền luôn rồi, được sao? Được. Dạ được. Có bánh rồi đây nè. Ó ơi, gấp bánh ra ó ơi. Đang em để vô cho bạn này luôn. Đây là quà nước nha chờ. Rồi tiếp lên ba cái. Đá về ta đi chợ ta mua nguyên liệu đó nha. Nguyên liệu về là chiều nay khỏi nấu cơm nữa phải không? Một giờ chị về là ăn khỏi. Sáng này là khỏi nấu cơm rồi đó. Tới đây 10 giờ. 10 giờ em lên được không? Không? Đây 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 nè, có gọi đây nè, đừng có về giùm cái quánh hư hình bây giờ. Đừng có về giùm cái. Mấy cái vậy? 4 cái, 5 cái chị hả? 5 cái thêm cái nữa. Nó dắt này là khỏi cần thử luôn rồi đó, thấy chưa? Cắt ra, nhồi cơm. Gấp gì đó. Anh Chính ở đây, anh không gấp đâu. Từ đây. Có mấy ớt hầm vậy. Chiên lớn đít vàng mới được hả bảy? Đít vàng còn chiên cá mới được không? Cho đít vàng mới được. Chị con gì ạ? Gì mà la dữ ạ? Về ăn bún nhà làm. Rồi rồi. Để bột mắm chưa? Mắm chưa? Rồi. Rồi cảm ơn mấy chị dèo nha. Mắm chưa? Rồi chị lượng hộp. Rồi rồi. Giống như không có đủ hộp. Mới khen ha, chồng mới không khen. Có không có cái này là mới cái này cái mới thả vô chứ nãy giờ ta đẹp đó thấy cái này nó bị dính hồi nãy chín lại cái không có đẹp bởi vì gặp chín lại cái nó hết hồn đây nè chứ phải chín không lấy dĩa nghe em làm cho anh dĩa ăn nha hộp chín đi đi chạy xe luôn em với cho ghệ ăn rồi. Chín này á nghe thiệt chứ có nghiệp ha, bể cái đít rồi. Bể cái đít con luôn rồi, con mới khen luôn. Nghĩ cho cái này đi, chín ba cái mà. Nó, chín không chín, chín thấy hay chưa chín. Cái này là con khỏ cái bẹp là nó ra liền nè.
vậy là anh chín hộp nữa ha. Đang làm cho hai cô này gọi tới anh. Mình không như vậy bác, coi sao được nha. Dạ. Em bác không gài lại không được, anh thấy coi được không? Mình không nữa, mấy chị quà. Mình không mà. Nói nhà. Nói nhà tôi vợ ơi. Siêu đỉnh quá. Gần ha. Trời ơi, dắt này ta đỉnh lắm. Lên tay rồi nha. Rõ cái cọc cái này xong. Tất cả này nó dính. Dạ mới. Dạ, lúc nào sao nó cũng đẹp hết. Ê. Ê. Nóng. Hai cái bánh tống này chắc gài hết được. Cái để nguyên. Cái để nguyên đi. Hết nổi rồi, nóng quá. Cái bên đó đó chị. Cái nó đen quá đó. Chủ yếu cái đít là gì? Con này con cơm đây kìa. Trời trời chơi kỳ trời. Đây nè. Gì vậy? Văn cơm ra ngoài luôn. Thôi để đó mình đi. Cái nào con tôm văn ngoài thì mình hưởng sấy. Nhét con tôm lên lại. Đó trong có mang cái bao tay rồi. Giờ ngoài thì mình thêm lớp nữa đi. Bữa đó nám hết trơn nguyên cái bàn tay luôn á cả nhà ơi, bữa nay là phải có bảo hộ mới được. Chỉ là nếu cầm cái cán phải cầm cái cán thôi mà nó nám nguyên cái bàn tay của. Thấy để ngoài nó kỳ quá. Cái bóng thôi xả hay gì cơm cái hai cái bánh trống đây. Hai cái bánh trống. Chưa đói ăn. 15 thêm nữa cái bánh cống nó là nhiêu heo? 17 ngàn hả? 17 cái tiền lẻ đâu. Thôi tiền lẻ em. Ok em. Đưa tiền lẻ đăng thôi mới được. Rồi. Túi của nó đâu? Túi nó mang đó kìa. Ơi ơi, về Tư. Tư lên chảnh á, Tư ghé ngang chú Hai Hòn á, kêu ổng đem giùm con 5 chai ga. 5 chai ga phải không? Dạ. Rồi rồi. Nè, đâu rồi, cái tu rồi chưa, thòi tiền nè. Đây, em để em thòi cho chị này cái đã. 20, 40, 10 ca nữa. Đây là... Trần ơi, tội nghiệp chính rồi. Chính tôi còn đứng đợi nữa kìa. Cái tô thấy bánh qua thấy bánh trống khoái rồi. Khoái là lâu ăn ngon bộ. Lâu lâu đổi món. Ừ. Ăn hoài sao cũng nghe. Ở đây bánh này ở đây đâu có ai bán đâu. Ở chợ Đào mới có. Chỉ có chợ Chắc Đào mới có bán thôi. Chú dạ. Đào chỗ hữu thân. Rồi con cảm ơn Tư nhiều nha. Dạ. Rồi chú tắt máy chờ con chút nha chú. Nhìn. Hai hộp bảy rồi nè. Không có bị chó cắn hả? Rồi. Thổi bánh trống luôn hả anh? Trời ho trời. Bệnh gì mà ho? Bệnh gì mà ngộ vậy? Thiếu bánh trống. Muốn bánh trống bỏ bánh trống lại. Ok.
đây nữa, nãy đâu rồi? Thì để cho thêm miếng giá nữa. Giá là ta để là cứng ngắt luôn rồi đó. Trời ơi, không có rau ghét gì hết cha ơi. Nhiều. 15 tiền. 15 tiền. Một ngọt hả anh? Còn ghét chín con nghỉ chơi cái kia luôn rồi đó. Mấy cái đó nó bị dính rồi là đây là của anh. Để em ngồi đi. Anh nhớ thì em đôi đũa theo, em quên đem đũa rồi. Khi thứ năm đem qua đi. Mua đũa thì mua đũa thì nãy giờ không la làng. Không có đem đũa nữa. Tới giá này có chính nhớ đôi đũa. Nãy giờ bún cho gì chứ nào cũng bị quên một người gì đó, một thứ gì đó của chú không có để giá hả? Này khỏ nhẹ cái ra, khỏ nhẹ cái ra bánh rất là ok luôn rồi đó cả nhà ơi. Mới ra khuôn mới còn chằn chịt mà khách hàng thì đợi quá tròn. Bún bánh cống anh chàng đẹp trai ơi. Ủa dưới sáng hả? Tới ông chính mới nhớ được đũa ha, ngộ ha. Tới anh tự nhiên tới anh mới nhớ vụ đũa. Hồi sáng giờ không nhớ. Mai mốt gặp gặp bánh chính là đôi đũa. Chính mới nhớ đũa. Tới giờ không có nhớ. Để em nào mà. Chị để cái bên bọc đó cho em đi. Đũa bỏ vô là nhớ đi. Nay không có mặn hả chú? Dài hạn. Dài hạn hả? Cho con dâu hộp không gao luôn. Dạ. Dạ được, 5.000 cái. Bà. Chị mua cống không không? Mua cống có bún nhà rồi. Cống. Hai cống để em sẽ làm. Đầy gì đó rau ghét gì? Rau ghét lấy đầy đủ phải không? Chị không lấy bún thôi không? Nếu mà hai có hỏi cống không bán không? Cống không bán không? Chị đợi em xíu thì em làm cho chú này rồi tới. Rau ghét. Không lấy ghét. Lấy rau không lấy ghét. Bán thì chú lại mua. Đây của chú đây. Còn đây nữa hả? Đây đây. Cái này đi. Có đủ. Rồi, cảm ơn chú. À, cảm ơn chú nhiều. Hai cống phải không? Ngắt đầu hộp cái bảy. Ôi chìm nhẹt vậy. Chị vô ăn liền nha. Ăn đang đi chợ. Ủa sao mình kêu bỏ lấy 1 ký, bỏ lấy 1 2 ký ta? Có. À. Tôi uống à, ai uống nó kêu. Ai uống kêu đi, ở đó mà kêu gì. Nèo, giao cho bé đẹp chóng. Ta có đũa rồi, khỏi cho đi. Mấy tô anh? Một tô ha, rồi cho một tô bún luôn bảy ơi. Rồi. À, này bún bánh cống. Bún bánh cống. Không có hủ tiếu. Bánh cống. Còn bún nước thì bún cua. Bún nước, bún cá, bún cua. Bún cua em sao ơi. Không, bữa đó mình bán hủ tiếu đó. Ủa, tưởng lâu nay mình bán hủ tiếu nữa. Nè, ta kêu tô bún cua kìa. Tô bún cua em sao ơi. Ăn bánh cống không bán luôn đi. Ừ, bữa đó không ăn hủ tiếu mình bây giờ tiếu. Đồ nó ăn rau ghét gì không? Ăn dưa leo thôi ha. Không, để gì luôn. Trời trời, bánh không vậy. Cô Thị đi. Cô Thị hai cái bánh cống nha. Ủa, rồi cái bỗng nước mắm rồi. Bún hay bánh không chị Kẹo? Bún sao dẹp hồi nữa, mày ngồi đó đi.
Ủa sao không tao không được ăn hả? Không cho 2-5 ngàn luôn. 4-5 ngàn hả chị? Ủa sao mày này nằm tài đây mày mày chơi chưa tới tài hả? Chị em cái gì? 3 cái 15 ngàn ta lấy 4 cái. Trời ơi nè thấy luôn. mới nhắc cho mẹ 4 cái ta. Tôi lấy cho chị 4 cái. Rồi khó hết khép lại đưa được luôn rồi. Rồi cảm ơn nghe chị dâu. Cảm ơn. Cảm ơn bác hai nhiều. Cho em ấy được cái hả? Cho bắp cúp Nhật. Sao cơ nhỉ? Chủ đâu vậy? Chủ cả. Cạo cái này cái nữa rồi. Trời ơi, tao ăn nữa chứ đâu. Trời ơi, đi. Đủ mấy cái này giòn nè. Ờ lấy cái đó đi. Lấy giòn thì lấy. Cái mấy triệu lấy mấy này đi. Lấy ngồi chơi xíu nè thôi. Không. Không. Cái này đủ luôn nè. Kêu tôm rồi đó chờ. Nó hơi vàng chút nha. Kêu đâu. Không biết tên. Ừ hổng tôi đâu biết tên đâu, tôi đâu kêu được. Cái này mình cũng lấy rau rồi đầy đủ ha thêm. Ừ có thì được. Châu ơi, ngồi chơi chút đi cô Châu. Bánh cống. Dạ, bánh cống cô Châu ơi, ngồi chơi. Để giờ mẹ mua bánh cống cái hộp 15 ngàn. Cái 5 ngàn. Mua lẻ thì cái 5 ngàn. Ủa, có bớt lửa không cô Viện? Đâu rồi, hả lửa hôm nào? Ô dạ 6 lần 5 30 45 ngàn hợp nhiều. Dạ 15 ngàn chị Sư. Cảm ơn nha. Dạ ngồi đợi vết cho chú hai mình có luôn. Chớ mày mới về mua đi. Tao là nằm cái nhà tôm đó. Từ sáng tới giờ đó. Tao sẽ lắp con tôm ra chú khác. Cho nó lấy cái bánh không. Mua bánh hả? Rồi. Bánh 5 ngàn cái thằng anh ơi. Đây ngồi đợi đi. Bà có rồi kìa. Đây luôn. Mày mắc gì ngồi đi, người ta đưa trời, con này khùng rồi. Mấy chai? 5 chai. Đây. Thấy chị con chở con qua. Chị cũng xui nữa. Ồ, 50 bỏ túi luôn. Trời ơi. Ủa chị, chai với nhau của mình chị xui được nữa hả? Không có, ta hứa hẹn ta đã có bầu chung. À, đã có bầu phải không? Có bầu đó. Đứa con trai, đứa con gái. Điềm ha. Nếu mà tranh rồi cái mình làm đám ăn mừng luôn đi. Chị xui, chị xui đó nè, chị trúng rồi à. Vậy chứ mày đợi bay lớn nữa. Thôi coi tao nhìn mặt mày, tao biết mày xui rồi đó, cô thiệt. Thắc thiệt luôn. Rồi bà thắc luôn. Thôi xui với mẹ tao thắc thiệt mẹ đó. Chị xui ngọt quá cho này mặn nữa. Hai đứa bụi với mày. Chắc bà thắc nghẹt, chắc tao có nghẹt quá à. Mày có mày cắt hoài á. Trời ơi trời. Tôi mới vừa hút luôn trời.
cái nhiêu ạ? Để phía ngoài coi. Phía ngoài gì? Nè nè. Bán cái 5 ngàn hả? Dạ. Dạ cái 5 ngàn anh. 5 cái. 5 cái, 6 cái thôi. Cái này cái hộp là để rồi bán cái kia hả? Dạ. Hộp là 15 ngàn. Vậy đó hả? Rồi cái thì lẻ 5 ngàn cái. Thôi vậy bây giờ mua bánh cấm đi, 3 cái 15 ngàn. 3 cái. Vậy đi. Rồi là cuối cùng mình có lấy bún không hai? Thôi bây giờ khỏi lấy bún. Giờ mua bánh cấm thì giao bún cho người cô kia đi, cái đợi gì đó. Dạ. 3 cái hả hai? Ừ, 15 ngàn. Cái này bán, này chạy, này mua. Cái 5 ngàn có bún không hay là 5 ngàn không bún? Dạ, 5 ngàn là không bún. Khuyến mãi bún luôn đi. Khuyến mãi bún luôn, tính 2 ngàn nữa. 2 ngàn là 7. Cảm ơn hai ơi. À, vậy là anh lấy bánh không hả? À. Ra nữa mày lấy đi. Ừ, là anh ăn bánh không hả? Không, cái đó bún không à? Hai cái đó là hộp bún. Mũi dao cho mình. Cái đó dính từ nãy tới giờ. Gì mà hát hò dữ ở tàn. Này hát hò quả luôn. Cái này xanh nó không yên rồi vậy. Yêu cậu nó chấp được rồi, nó chấp được. Trời ơi, nó có nồi được lên nước. Chồng con. Cũng chết. Nó thấy vậy rồi. Bung 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 bung. Cái ẩm cơm cơm nước đi đâu hả? Cơm nước. Bung bung ơi. Ủa hay quá vợ ơi. Rồi để vô chậu, để vô chậu. Bên đây rung qua kia ngay bóc hả? Ừ. Từ 7 ngàn. Phải không? Rồi đúng rồi. Còn lát hộp của nó là không có gạo phải không? Không có gạo gác gì trơn. Ừ. Rồi đó đi về đó. Rồi cảm ơn nhiều nghe. Cho xôi ngồi đó. Bán gì vậy? 17 ngàn, thối 3 ngàn. Anh đẹp trai ơi. Đây, của con thầy đây. Con thầy luôn. Con thầy chỗ kia chỗ. Con bánh hay con bánh? Anh ngồi đợi xíu đi, tới anh liền. Hộp 15 ngàn. Hộp 15 ngàn. Hộp cho con đắp ngọt. Trời ơi. Để trang không còn tối tội nghiệp nữa đâu. Anh chạy em xíu nha. Cảo ăn nhỏ ha. Dễ ra lên ghế ngồi đây. Cái này làm nữa hả? Dạ. Được rồi, ngồi đây, được rồi. Đứng lâu còn nhiều. Làm đi qua đây đi để. À, được bạn nhỏ này được ta. Còn giá nữa, không miếng giá nữa. Chà 5 cái nè bạn. Rồi, cái chà 5 cái. Rồi. Cái mai chờ con chút nghe mai. Cảm ơn người lính. Để vậy. Đấy, ông chả bả với nó đi lên trên ruộng hay gì mà về chưa thì không biết. Càng già lên chút coi, càng xanh nó thì đẹp. Anh hai hai hộp hả anh hai? Chờ chút đi lấy cho 5 cái chứ chờ cho mẹ ơi. Ừ, chú chờ coi. Đây 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 rồi nè anh ơi. Dạng chút nó rồi. Đừng gấp. Không cái này sàn rồi để xem thôi quên nữa lỡ khét. Ủa cái bọc mới để đây ai gom đâu vậy? Không phải rồi. Còn bao nhiêu không? Trời ơi. Lắm. Này chỉ mới có nửa đoạn thôi chú Hải ơi. Không biết nhiều hay ít nữa. Ông hồi trước mình tôi biết tôi dặn hả? Trước mình tôi biết tôi lo cho ông đi ngang cái này đó. Đi một tay ngang luôn. Ông đi mới có bánh. Không có bánh đâu.
ăn đất ăn rau không? Không. Không, dưa leo ha. Dưa leo đi. Ủa rồi mua cái kia rồi á. Ăn cho đó hả? Nó nhóc chân gỡ gì tao lấy liền gì đấy. Gì vậy? Đừng bán cái bạn. Má nói gì má? Anh nói mua cái kia rồi tặng cho cái đó đó hả? Cái kia là cái gì phải nói rõ ràng ra. Đừng có lại đây nói tắc tắc quánh chết bây giờ á. Nhiều thứ cái kia lắm. Không, ngại lớn tuổi cũng khó khăn lắm chứ không có dễ chú ơi. Là cái kia vậy đó ha. Giải thích rõ ràng. Cái kia là cái bánh vậy đó. Này bánh giá. Bánh giá. Kia là đựng bánh trống gọi là bánh trống. Ừ, đúng rồi đó. Mình gọi anh nói đúng rồi đó. Giá luôn. Ở dưới cái muỗng kia ừ, quả muỗng thì kêu muỗng. Mà bố kêu bánh muỗng hay cái hả? Dạ. Bán gì ăn nấy à? Bán gì ăn đó. Mà có cái món đặc biệt khi qua lại không à? Là món bóp đồ ăn đồ. Không ăn món đó được. Đấy, chị kêu là đủ rồi. Đây đây nè, cái này là khoe nhà bố em lấy cái xấu. Chứ cái xấu này không có bán được cho ai hết á anh ơi. Anh đừng lo lắng tao phát hiện. Gặp gặp ra. Chung là mốt rồi mà. Ở em đua mà anh còn phát hiện đó. Ui, còn la lên hả? Ừ. Gì mà hát hoài á mà gặp ơi, gặp. Đây của anh Hai đây. Đâu rồi? Lo coi coi rắn coi cá rồi để nó đây. Ê, ê. Trời làm hết hồn rồi bác. Bắt giục vô. Đâu nó đâu cắn đâu, gắn chung quá à. Rồi à, ông ấy cũng xinh nè. Ôi, 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 ôi. Trời ơi. Ôi, ăn gì cũng xinh đó. Rồi nè. Rồi em để em bắt luôn bây giờ đây nè. Làm quá hả? Rồi hả? Ủa chị gọi. Rồi chú anh gọi đó anh. Hai hộp đó anh Hai. Tiền nè. 30k 30k. Nè tiền nè. Nè thối vậy. Đâu tôi làm cái đâu. Đây em đang vô hộp. Đang vô hộp. Ba rồi về. Làm cho con. Rồi đợi xíu đi Lính ơi. Đang bị kẹt đơn. Cái này chi không ăn là nóng nóng không ăn. Khó nha. Nó xíu xỉu 5 cái xíu rau à. Ủa hả? Ăn rau nhiều, em sẽ riêng rau nhiều. Dạ quên giá. Khổ giá, khổ giá rau không à. Rau ha. Xà lách cho á. Không có vụ rau thì được. Đó. Đó. Rồi. Cảm ơn nha anh. Rồi tới hai chị. Chị cũng cái không, chị cũng cái không. Ừ. 4 là 8. Thôi ngồi luôn đi. Cái ham nữa. Cái gì? Càng lúc càng có kinh nghiệm chứ. Hộp nó không vừa. Hộp không hết. Cái ham là nó trong. Để rồi đó. Yeah.
Nha con, nha con. Cái nữa hả bà? Nè. Vung 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 lên. Ừ. Chấm. Dạ cũng còn xì tim nữa đi lễ sáng đó ông quản bắt lên nói ủa bà hai sao nhắc mày ba ca tới vô mày Nguyễn mấy rồi tội Nguyễn Nguyễn trực hả chưa cái gì trời ơi cực lắm đẹp. Chứ nó chưa có được ngon nó chưa có được vàng không hay không có vàng không nha nhiêu ạ 5 cái 25 ngàn với học thêm 15 40 đây nè lẻ một đống lẻ luôn nè rồi rồi mà cũng lợi hỏi tao vậy nữa đó cảm ơn nghe chú không có phản nữa chứ cảm ơn chú nhiều gạo đầy đủ cho ngay nha trẻ là hỏi là có thiếu thì mất phải thêm chú thính nhật nãy bảo phái ăn màu vàng ha bảo phái ăn cái vàng nãy đó cái dày vàng với vợ ừ phái ăn cái vàng nó uống gì hai chị ủa anh đi học không lửng lửng hả chỉ lửng lửng hả ừ 8:30 mới học mấy là bảy hả lớp 6 đưa bao đi đây cái bao này bốc tay em bốc con để đây đi bắt đầu đây rồi một của một vậy rồi cảm ơn anh chị đây rồi nè vậy dạ nhà không ăn rau hả nhà ăn dưa leo không con hả không luôn hả ăn dưa leo nhà nó không phải rau rau vậy sẽ có bún cho mày nhiều chút nhận mất rồi không phải chưa tương tự trang đi để không phải trang mà mình muốn ăn gì thì không rõ được rồi giờ mình chắc thử thôi mình không biết rõ giờ tiền nữa mà không thèm ăn rau ăn dưa leo luôn trời cái đẹp da đẹp da đây đây của thứ hai đây hai nào thêm đẳng hay gì chưa để làm cho xin gõ rồi nhà rồi hả super rồi hai gõ hả ừ rồi hả rồi nãy giờ tôi không thấy thứ hai tôi luôn này đi bự cỡ đó đó sorry chị để ra đây nè chị để vô đấy chậu nè ừ nó chấm luôn đó đó ừ lúc mà chị đúng giờ lại cho em miếng luôn được. Biết khỏi thử luôn trời, gõ cạch cạch chứ trời. Ngày không biết chưa gõ. Chưa. Gõ cạch cạch là ra liền chứ. Dữ lắm rồi, giờ dữ lắm trời luôn rồi. Đó dầu nó nhiều nó mau. Ở đây cũng phải cho nóng mới được. Cái năm
đậu dũng dốc đó chứ hả? Ai mua là bán. Trên này đây, bán rẻ đây chứ mua. Đây, bán rẻ đây mua. Rẻ luôn quá, mua 5 ngàn. Ơi, lần nào chúng ta cũng nói mình thế mà. Mẹ ơi, con ăn liền cái loại con trang luôn đi nha. Để 7 trang cái mặn của con. Ba cái. Thử ra cái gì thế đó. Trời ơi, đừng có thỏ hoài. Công nhận bị đó. Trời cái này cái ghép đang cầm tay không chịu thử ra, cứ ngồi gõ gõ hoài. Ta phái gõ nè. Có cản. Gõ mà, đừng cản ta. Ta phái gõ. Rồi con cứ chan nước mắm vô. Cho chan dễ luôn phải không? Em bán chứ em không có cho. Cho thêm cái gì mới được. Qua hết rồi mày coi. Ăn gì á? Dạ, bánh cống à, bún bánh cống à, cô Tư ơi. À, thì mua cái không á? Dạ, em mua cái là có ông bánh cung mình đó. Đợi em xíu em tên bánh cống là 10 ngàn. Hai cái. Bánh cống không? Ba cái. Ba cái. Nhà đi chơi mà mình ăn mình ăn. Ngại quá. Đâu hết rồi. Để mình xế ra cho bọn. Đi học hết rồi. Bây giờ đi học. Chứ biết nhỏ có biết ăn gì đâu. Cảm ơn em nhé. Dạ 15 cha ba cái không? Dạ. Trên tư đem vô. Để quên vô khám với trời. Quá bỏ cho tôi làm đi. Trời quá không mà vô mất đúng rõ quá. Cái gõ để xuống ta lấy cây thử thử chứ răng nhà cầm tay đóng kia đó mà có thể là thử được mà không thử gõ chơi gõ cốc 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 gõ cho tí vui vui rồi cảm ơn miệng nha. Cảm ơn nghe năm em cho bà cái thằng kia. Ê, chạy rồi, vô đây đi. Bao ăn. Một cái nữa. Hạ xuống cũng chưa cao thì ừ tao dối không tới. Cao quá ta hớt cũng tới. Người hớt luôn à. Rồi anh muốn thêm gì nữa không? Thêm gì nữa thêm vô. Cảm ơn nha anh. Đây.
đây hai cái không, hai cái không vô bả nè. Tư bà không có để bánh cống chung vô phải không? Hai cái. Ủa bà hai chưa? Là bánh cống không có để chung chung đúng. Bây giờ mua hai cái đi, hai cái không ha. Ừ, bỏ bún luôn ha. Khỏi có bún hai cái luôn nha. Cho nước mắm nè. Con hớt ra cho thím Sáu luôn nha. Khỏi coi khỏi nóng quá nước sôi kìa. Gì vậy? Ngày chỉ giữ nó đó thím Sáu. Nó quen thôi, rồi đó kìa. Đây em rồi. Cảm ơn nha thím Sáu. Ừ. Bye bye bóng ơi. Kìa kìa con gì? Còn ơi. Ừ. Như là thôi thôi bận mua đồ á, nói không? Đi chợ hay đi về chợ không biết. À gặp lá. Trả lấy nha cha, tại vì dạ. Nãy mới ăn tư không trả tiền cho mấy người.
của anh Tư. Ủa cha hả? Mình khuyến mãi cho anh Tư. Ồ thế à? Giàu rồi phải không? Trời đất ơi, khuyến mãi cho anh Tư mình mừng quá. Giàu ơi, hai cha đi giao rồi cho luôn. Cho luôn. Ý tao nói là anh Tư đi là tao không có lấy cái tiền ăn bún hồi nãy. Khuyến mãi cho anh Tư ăn bún. Cái hồi nãy anh ăn hai tô mợn mà tao không có tính tiền đó. Ảnh đi giao là tiền đó là què qua đó. Công đi giao mà lấy tiền luôn chứ. Đâu có. Ở sau này phải hào phóng dữ. Như của tao. Chê yeah, chị ra mình không bị ế. Thôi rồi buồn quá. Không, cái món bánh ở đây khoái lắm. Ăn sáng thì ăn trưa gì cũng đủ chứ. Mua về thủ chưa ăn nữa đó. Thế nào cho nên mình không có sợ. Ai mua hộp là đã hơn mua hộp. Ăn quá. Nó ăn vàng học bao nhiêu? 15. Con bà Tư là mấy cái? Bà Tư là 17, hai cái. Đắng mắm vô đây ớt luôn. Rồi. Ớt rồi. Ớt xin vô đi. Mà sáng sớm. Rồi đây em chan mắm rồi đó chị. Ớt nào chứ. Đi xin đây. Rồi, nó tập quay ha. Rồi đi. Dạ. Đúng rồi, rồi đó. Khuyến mãi luôn đó. Nay bà 7 giàu rồi. Bỏ khuyến mãi luôn. Sáng này có 2 giàu qua em. Cái này là ăn hộp đó. Một hộp hả bạn? Một hộp. Giờ chạy đủ hết trơn. Bỏ thêm cái bánh trống nữa luôn. Lọc đâu? Lọc cho vũ tô lớn đi. Bự với chịu à nghe. Mấy tô nhỏ thôi. Ít bún. Cảm ơn quý vị. Rồi cảm ơn nha bạn. Rồi cảm ơn chị. Hai tô cho hai bạn hả? Dạ hai tô luôn. Rồi rồi lại đây. Lại đây. Đây vũ tô. Ô dậy quá. Rồi. Vũ đây. Vũ tô. Vũ tô. Bữa nào đỏ đi cho mụ buồn về nè. Em nghe nói là sinh một bộ nhỏ đón chồng đó anh. Thôi chắc lấy chồng nữa đi về cha ham á. Thấy vậy chứ bán lai gai hoài làm đâu có kịp đâu. Nãy giờ mà bấm bún có giúp bấm nằm mình chưa có. Nói vừa xong mình bị lấy nữa rồi. Rồi. Hộp phải bắt năm ha. Dạ. Rồi em làm liền cho anh đây. Mình ít bún thôi nha. Ừ dạ. Đúng rồi đó, cái tô nhỏ đó đó. Tô nhỏ đó là của chị đó. Mà để bánh cấm đi, bán một tô vậy nó cháy. Dạ, một cái gửi chị. Vậy lấy nè. Thêm đi. Thêm cho để cho Vũ với mình luôn. Dạ, là một cái chị làm. Hai cái. Dạ. Hết đó, ăn đi. Cảm ơn nghe chị. Trời ơi, mới bán đây mà cho anh ta vậy rồi làm sao lấy tiền trời. Nó bán bún tươi đọt cái trận. Cảm ơn nha anh. Nhà này của anh nha, anh cũng trang đi. Dạ đây, anh để qua đây rồi anh trang đi, anh nghiêng lại nó cũng sắp hết rồi anh. Vậy là em hết cho mỗi người hai cái. Em thêm của anh nửa cái nữa. Thôi được rồi. Được ha. Được rồi, vậy là ba cái thôi.
Đây của chị Bảy đây. Đây gió cái này làm nhà giữ trẻ. Cứ chan nước mắm theo ý thích của chị. Tự luôn đây. Này hết khách rồi. Rồi tới anh Năm. Khách rồi ở tới đây thì thằng. Mắm không? Bỏ mắm tìm hết mắm rồi. Có xin chị được không? Ý là có mặn gì vậy ha, mà còn có mặn nhiều không? Đó, cái này em sẽ thêm cái nọ vô chứ bán được mà. Đang bán được mà. Đang bán được mà dễ gì em luôn. Hết khó rồi đó. Thì cái đó là chị trả tiền rồi hả chị Hai? Rồi, trả rồi, nãy như vậy đó. Không có lẻ đâu rồi hồi chị. Em thầu chị rồi em hết, em lấy thầu cho ai? Cho chị Hiếu đó. Có tiền lỗi không à? Ơi, bán gớm vô có tiền thòi vậy hả? À, không có thòi thì hết chị. Chị là cảm ơn nha. Cô là chỉ là bắt thòi hả? Chị bỏ gì bà tay ngay. Ê, cưng, né kháng cái đi cưng. Năm mươi chị, năm mươi trả thôi con tiền luôn nữa là 65. Xe đó đổ 65 nữa 7 mẫu hết luôn. Bên cạnh để con hai đây. Lấy hai cái ghiêm nó đi bảy ơi. Hai cái gì nữa? Hai cái ghiêm nữa. Hai cái ghiêm nó đi sổ đi thiếu thì nghe không có tiền khai không? Rồi chị nhỏ. Rồi chị lấy bảy ăn hộp nó đi. Trời ơi. 70 80. Dạ đây, cảm ơn nha chị đẹp. Ủa vậy là của Ngọt nó kêu lấy thêm hai cái nữa hả? Đúng rồi, hai cái. Cho mày nghe. Ủa ú không để giá hả? À, để đó đi, còn đi lại đưa nữa. Làm như Long Xuyên Châu Đốc gì á, lâu lâu mới lên bán lần á. Thiếu kỳ lắm. Hai bà không phải thôi chứ gì. Chưa cho trẻ rồi chút xíu. Bỏ vô của bà cáo đó, bỏ vô.
đừng cho ra gì hết trơn á. Leo có không? Rồi tính rồi hết rồi chị. Tính hết rồi. Thôi đủ bé. Cái gì hai cái trái giờ thôi, không muốn trả tiền mới nãy rồi. Không, tao tưởng đâu chưa trả tao tính luôn. Tính nữa đó, nó thiếu rồi đó, thiếu tiền quá đứng suy nghĩ. Đứng suy nghĩ rồi là hình như là chưa trả. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Đó. Bốn bạn nha chị Nga. Chồng đó rồi. Thiệt chứ, là 7 ngày á. Tâm lý đồng 10. Lỗi rồi là con đồng 1. Đồng 12. Đồng 12. Đồng 3. Đó, chị thấy rau cắt cỡ đó đó. Không mà bánh này thì nhờ bó rau. Còn ai trên mình chưa giao không ta? Ơi nãy nói shipper giao cho ai đó có giao không? Bà nghĩ đồ đủ chưa? Lấy luôn rồi hết rồi nha. 60. 61. Chị 626 ngàn. À vậy là lời cũng được tầm trăm mấy cả nhà ơi. Có không nha? Có nha. Còn còn biết lời nữa. Ừ, hồi nãy là lấy tiền đổi ra rồi hết 50 ngàn nữa rồi đó. Đúng không? Tiền chị lấy lại rồi phải không? Rồi, bỏ một túi đây. Hồi nãy lấy người của heo chắc cỡ 10 ngàn thôi, kể như hai mấy ngàn lẻ này lấy đi trả lại đi. Nghe cho mớt của em 600. Rồi. Rồi nghe có bị cậu không? Bà cậu đừng có dụng nha. Có chậu đứng chụp để tôi lạc. Đúng rồi, 600. 600 chẳng luôn hả? 600 chẳng đó. Vậy là lời được 100 ngàn à cả nhà ơi. Sáng mua gì mua đồ mình tặng thẳng 100 ngàn á. Ơi, vậy thôi gán con ghét con gán nữa coi. Thì mấy cái bánh cống này á thì còn lại á vừa sẽ chừa lại gia đình hưởng thức cho cả nhà. Còn 7 chị ó thì chưa ai ăn hết đâu á. Giờ ngủ bán nha. Buổi sáng thì mấy chị em đổ bánh cống bán rất là đắt luôn, làm đâu có kẹt đâu, vừa đổ vừa làm cũng có kẹt. Bà con rất là thích món này, ăn trưa cũng được, ăn sáng cũng được. Thì thôi dì cũng xin tạm dừng video tại đây. Nếu mà con chú không chịu xem video thì vui vẻ, giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.